Chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị. Đến hẹn lại lên đúng không ạ? Hôm nay thì Hùng lên đây muốn trao đổi với anh chị một cái vấn đề mà ngày hôm nay có một bạn gọi điện cho Hùng để hỏi một cái câu hỏi thế này. Và Hùng cũng muốn đưa cái câu hỏi này ra cho các anh chị chúng ta suy ngẫm xem có đúng hay không. Bạn ấy bạn hỏi là: anh Hùng ơi, em thấy anh làm về cái vấn đề mà tín chấp, rồi làm về vấn đề app tín dụng đen. Vậy thì cho em hỏi một câu là khi nào thì anh mới tiêu diệt được cái các công ty tài chính, và đặc biệt là khi nào anh mới tiêu diệt được app tín dụng đen? Thế thì bạn này bạn gọi cho tôi thì rất là tình cờ một chỗ là bạn này đang nợ luôn. Bạn này đang nợ hơn 100 triệu. Và bạn này đi trả app tín dụng đen đến bây giờ bạn ấy nói là cũng phải 300 rồi. 300 mấy, bây giờ còn nợ hơn 100 nữa. Thế thì tôi mới nói một câu thế này. Tôi hỏi bạn này là: thế bây giờ tôi mới hỏi anh này, nếu như mà anh cứ đi vay rồi anh cứ đi trả như thế thì làm sao mà tôi có thể tiêu diệt được? Tôi thì một mặt phản đối cái vấn đề mà các bạn các anh chị đi vay tín dụng đen, và đặc biệt phản đối cái việc mà các anh chị vay xong rồi các anh chị đi trả một cách mù quáng. Tôi gọi là đi trả mù quáng là bởi vì các anh chị không biết dừng lại. Và cái việc mà các anh chị không biết dừng lại nó lại mang một cái hệ quả, đó là làm cho các cái app này nó càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng lớn lên. Vậy thì nếu như các anh chị cứ đi vay rồi các anh chị trả thì làm sao mà tôi có thể mà tiêu diệt chúng nó được? Không những không tiêu diệt được mà càng ngày chúng nó lại càng biến tướng đi lên. Vậy thì một cái câu trả lời của tôi là nếu như anh chị bây giờ mà không cùng tôi đấu tranh thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tiêu diệt được. Thế thì bạn ấy bạn có hỏi một câu nữa, đó là: vậy công an thì để làm gì? Tại sao công an không đi tiêu diệt các cái app tín dụng đen này đi? Tôi nói với các bạn, các anh chị này, về vấn đề an ninh trật tự ấy, còn rất là nhiều vấn đề phải làm. Bản thân các anh chị còn chưa có đi báo công an, các anh chị không có báo trình báo cơ quan công an thì làm sao mà cơ quan công an có cơ sở để đi tiêu diệt? Tôi nói hàng trăm vụ, và năm ngoái năm kia có rất là nhiều vụ bị bắt, và tôi nói thẳng ở trong đó có những cái vụ là có bàn tay của tôi ở trong đó, có những đơn thư đơn từ của tôi để tố giác những cái app đó. Nhưng diệt một app mất thời gian rất lâu, rất dài, phải nghiên cứu, tìm hiểu và tìm ra bằng chứng. Nhưng câu chuyện là cái vấn đề vay mượn của các anh chị cũng là đi vay của người ta, các anh chị không có phải bị hại, mà các anh chị tự nguyện đi vay. Vậy thì câu chuyện ở đây công an bắt vào rồi cuối cùng cũng xử phạt hành chính, và nếu mà truy xét ra là có cho vay nặng lãi thì cũng xử phạt rồi đi tù đôi ba năm là về. Nhưng các anh chị biết là cái lợi nhuận của chúng nó cao quá nên rất là khó chết. Và đặc biệt nữa, tôi nói với các anh chị, diệt được một app rồi hàng trăm app nó ra đời, bởi vì sao? Hiện tại dịch Covid đang hoành hành, nghĩa là khi mà các anh chị ấy, đang cần tiền thì đừng có nói chuyện app, đừng có nói chuyện là vay 1 triệu mà nhận được 500, vay 1 triệu nhận được 100 các anh chị cũng vay. Tôi nói thẳng như thế. Và cái tâm lý của chúng ta, tâm lý bị sợ bị đăng hình đăng ảnh nó đã tồn tại mãi rồi, sợ rồi. Cái văn hóa người Việt của chúng ta nó hình ảnh quá, nên là các anh chị không vượt qua chính mình, Ngày hôm nay tôi chỉ muốn trao đổi với anh chị rằng là nếu các anh chị đang vay app hoặc đang có ý định vay app thì hãy dừng lại. Nhớ, đang vay hoặc đang có ý định vay thì hãy dừng lại. App không phải là nơi các anh chị muốn vào là vào, muốn ra là ra. Các anh chị vào vay rồi nhưng ra khó lắm. Không phải là cứ trả tiền xong là xong đâu ạ. Giống như ngày hôm nay tôi có trao đổi với một cái anh kia. Anh vay của bọn ATM Online. Đàm phán xong, đồng ý trả nợ gốc, nhưng trả xong lại có đứa khác nó đòi. Và nó đòi rất là mất dạy. Nó bảo là đấy, ông đàm phán với ai thì ông đi gặp người đấy. Bản thân tôi cũng đã gặp cái trường hợp này. Bởi vì tôi nghe máy dùng rất là nhiều người. Và tôi cũng nói thử thôi. Tôi bảo là ủa, vừa rồi tôi đã đàm phán trả tiền gốc rồi, sao bây giờ lại đòi lại? Và nó phửa ra luôn. Nó bảo là anh đàm phán với ai thì anh đi gặp người đấy. Nên tôi nói với anh chị, các anh chị mà muốn tử tế với app khó lắm các anh chị ạ. Tín dụng đen Bộ Công an đã chấm vào đó rồi, chỉ cần có bằng chứng là bắt thôi. Các bạn ở đây bằng chứng khó cái gì ạ? Cái chuyện vay mượn thì thấy rồi đó, còn cái chuyện đòi nợ chúng nó lại không thừa nhận. Nên tôi nói với anh chị, thay vì chúng ta phải bỏ đầu tư làm cái làm kia thì thôi anh chị đừng vay ác. Vay rồi phải dừng lại một cách khôn ngoan, dừng lại một cách đúng thời điểm, chứ đừng có để mà trả hết tiền gốc rồi đi dừng lại. Quá ấu chí. Còn có những anh chị trả, hôm qua có một chị thế này. À, một chị này vay của ta mô 10 triệu phải trả là 14.935.000, tôi còn nhớ như thế. Nhưng mà chị này không có tiền, chị mới trả 1.6 triệu thôi. 1.6 triệu khi trả xong là ngay lập tức cái chị này nhận được hai cái mail.
một cái mail là mail gia hạn anh chị, một cái mail là mail gia hạn, nghĩa là trong cái tiền 14.935.000 đó nó đã chặt 3-4 triệu để gia hạn rồi, rồi phần còn lại nó nhắn thêm một mail nữa, nó bảo là quý khách thanh toán tiền chưa đủ, các anh chị thấy không ạ? Và bây giờ cả tháng này nó không gọi, và tôi nhận định rằng 3 tháng sau nó sẽ gọi. Bởi vì sao? 3 tháng sau, 3 tháng rưỡi sau là nó trừ hết tiền gia hạn rồi thì nó gọi tiếp. Các anh chị thấy nó kinh khủng không ạ? Nó quá côn, quá kinh khủng. Khi các anh chị lao vào, tôi nói thẳng luôn, đến thời điểm bây giờ tôi cũng đang rất là chán rồi, tôi chán lắm. Thứ nhất là tôi cũng muốn cảnh báo cho anh chị tỉnh ngộ, và bản thân mỗi người phải tự hiểu. Chứ còn nhiều anh chị cứ phụ thuộc vào tôi, cứ bảo ừ có cái ông Hùng đấy rồi, cứ vay đi đừng sợ. Vay xong nó làm cái gì? Báo ông Hùng. Không, tôi không cổ suý cho cái việc đấy. Những cái trường hợp nào bị lâu quá rồi, nặng quá rồi tôi mới làm. Tôi nói với anh chị hôm nay tôi nhận một cái hồ sơ mà tôi nói gần 1.8 tỷ, tính ra ấy, gần 1.8 tỷ, các anh chị thấy ghê gớm không? Người ta cũng viên chức nhà nước đàng hoàng ấy, gần 1.8 tỷ, gia đình bán nhà bán cửa mấy tỷ bạc trả rồi mà giờ vẫn còn gần 1.8 tỷ tìm đến tôi. Tôi nói với anh chị sáng giờ tôi làm quần quật đến bây giờ chưa ăn cơm, giờ này mà tôi vẫn chưa ăn cơm, tôi mệt quá tôi mới ra ngoài đây tôi thư giãn một chút. Và tôi muốn trao đổi với anh chị hết, bởi vì tôi lỡ hẹn với anh chị là cứ 8 giờ tôi sẽ có một video, mà tối nay 8 giờ không có thì không được, đúng không ạ? Thế là tôi muốn trao đổi với anh chị, có rất là nhiều cái mà chúng ta thực sự là quá là mệt. Rồi nhân đây tôi cũng trả lời một câu hỏi của một bạn. Bạn ấy bạn bảo là ơ tại sao anh Hùng anh bảo là giúp người nghèo mà lại để cái số tài khoản ở trên kênh. Tôi nói với anh chị trước đây tôi đâu có để số tài khoản của tôi đâu, tôi không để số tài khoản, bởi vì là tôi không có suy nghĩ đến chuyện là để tài khoản cho các anh chị để làm cái gì cả. Nhưng sau này khi các anh chị bắt đầu đi chuyển tiền cho người khác, mạo nhận tôi, giả mạo tôi cứ bảo là ừ em ở bên cho anh Hùng, anh chị cứ chuyển vào tài khoản này, chuyển vào tài khoản kia, thì tôi mới để cái tài khoản tôi trên đấy, đấy là tài khoản của tôi, tài khoản chính chủ. Và cái việc chuyển để tài khoản là gì? Thứ nhất, anh chị muốn viết đơn thì viết đơn. Tôi nói người nghèo thì tôi đã miễn phí rồi, nhưng ai không nghèo viết đơn phải trả phí. Tham gia nhóm, ai có điều kiện thì tham gia, thì tài khoản của tôi một tài khoản duy nhất, đúng không ạ? Ai muốn tư vấn có phí, tư vấn theo yêu cầu, đấy là tài khoản của tôi một tài khoản duy nhất. Còn các anh chị bảo là ừ tại sao anh đi giúp người nghèo mà anh để tài khoản ở đó? Trong kênh của tôi, trong kênh tôi có người nghèo, có người giàu. Xin lỗi các anh chị là tôi ở ngoài đường nên là hơi ồn một chút, các anh chị thông cảm. Trong kênh có người nghèo, người giàu, và có nhiều người có muốn nhu cầu là tư vấn theo yêu cầu. Giống như trước đây, cái số tư vấn theo yêu cầu là do các bạn yêu cầu tôi thì tôi mới để lên đấy. Nghĩa là theo cái sự phát triển của cái kênh thì nó như vậy, các anh chị. Đấy. Thì hôm nay tôi muốn ngắn gọn như thế thôi, và tôi chốt lại một vấn đề: nếu như các anh chị còn vay của các app tín dụng đen này thì không bao giờ tôi duyệt được. Nên là các anh chị dừng lại đi, đừng vay nữa. Cái thứ hai, các anh chị vay rồi các anh chị cứ trả đều như vắt chanh, trả như một con thiêu thân như thế thì không bao giờ mà tôi có thể duyệt được. Anh chị dừng đi, dừng đi. Nếu anh chị cần, anh chị cứ gọi cho tôi. Tôi nói với anh chị này, các anh chị nợ 400-500 triệu, 200-300 triệu, 100-mấy chục triệu, các anh chị bỏ 300.000 ra để các anh chị lấy cái phương án. Các anh chị cảm thấy làm được, không làm được thì anh chị nhờ tôi luôn. Tôi nói thẳng luôn, nhờ tôi làm luôn. Có hàng trăm, hàng ngàn người đã nhờ tôi và đã xong hết rồi. Xong hết rồi. Có rất là nhiều người. Thế tôi đó muốn nói với anh chị như thế thôi. Thế còn ở đây tôi chỉ muốn là ở xã hội nó trong sạch ra. Chứ bây giờ cứ đi vay xong rồi đăng hình, đăng ảnh, gọi điện người thân, ảnh hưởng cái xã hội, mất trật tự an toàn xã hội. Thì hôm nay tôi chỉ có một cái ý như thế thôi. Tôi hy vọng các anh chị cũng chia sẻ và có những cái ý kiến của anh chị là ừ, tôi nói như thế có đúng hay không? Hay là các anh chị có những quan điểm khác? Ví dụ có nhiều người bảo không, vẫn phải vay app. Có nhiều người bảo là vay vay phải trả. Tôi đồng ý vay phải trả, nhưng các anh chị vay phát đầu tiên, vay xong trả và dứt điểm luôn, đi hủy tài khoản luôn, không cho nó có cơ hội để nó chuyển tiền cho mình, và làm cái công tác ngăn chặn luôn, không cho nó có cơ hội để nó cầm chứng minh mình đi tạo cái tài khoản khác để vay tiền. Nói anh chị là bây giờ nó nguy hiểm lắm, nó cầm chứng minh anh chị đi tạo cái tài khoản ngân hàng. Tôi ví dụ là Vietinbank luôn, bây giờ hiện tại tôi đang làm việc với Vietinbank này, đầy luôn. Vietinbank tạo tài khoản ảo, Vietinbank không hề biết sự tồn tại của những tài khoản đó, nó giải ngân về nó rút luôn. Có cái tài khoản trong vòng 24 giờ nó tự hủy, có cái 72 giờ, có cái 7 ngày, 15 ngày tự hủy luôn. Anh chị thấy ghê gớm không ạ? Quá ghê gớm, công nghệ nó cũng quá ghê gớm. Nên là tôi muốn trao đổi với anh chị những cái góc độ như thế. Hy vọng với những cái video này của tôi, anh chị cũng có thể nhận thức được, chứ cũng chẳng cần phải gọi cho tôi nhiều, đúng không ạ? Chứ nhiều người cứ bảo là ừ tôi làm cái dịch vụ này dịch vụ kia. Thừa nhận tôi nói với anh chị để tồn tại thì phải có chi phí. Và đến thời điểm bây giờ tôi nói thẳng với thời điểm bây giờ là tôi đã có những cái giá trị nhất định, và anh chị cảm thấy tôi có giá trị, tôi giúp được anh chị thì anh chị mới tìm đến tôi, mới gọi cho tôi.
chứ không phải tự nhiên cục cục điên điên mà các chị gọi cho tôi. Hôm nay có một cái anh này, tôi nói thẳng luôn, cái anh này tôi đọc cái số điện thoại của anh này cho mọi người luôn này, rất buồn cười. Cái anh này có cái số đuôi là 521976, 521976. Ngày 23 anh này anh gọi cho tôi, 23 anh này gọi cho tôi, gọi cho tôi cứ dài dòng văn tự. Tôi bảo ừ có việc gì anh ơi nói đi. Anh bảo ừ bây giờ là anh được biết kênh của em rồi, biết YouTube em rồi, thấy hay rồi, thấy rồi có số hotline trên là anh điện đến. Tôi ngắt thêm một lần nữa, tôi bảo có việc gì anh nói đi, anh ơi không có thời gian trình bày nữa. Anh bảo là ờ sau đấy anh gọi cho bạn nhân viên rồi bạn nhân viên đưa số rồi. Tôi mới hỏi lại bây giờ nếu như có việc mà anh không nói nữa em là em tắt. Ông bảo ờ thế thôi khỏi cần. Mất dạy. Tôi nói với anh chị bỏ tiền cho tôi thì anh chị vào việc anh chị hỏi luôn. Đi di rào trước đón sau cái lối, tôi không hiểu các anh chị sống thế nào mà tôi nói đúng một câu mà anh chị bảo không cần. Đến hôm nay gọi điện cho bạn nhân viên của tôi phản ánh kêu là gọi cho anh Hùng không được. Tôi bật lại ghi âm luôn, tôi bật ghi âm ra. Sau đấy tôi gọi gần 10 cuộc không bắt máy. Trời ơi, giàu quá nhỉ, đại gia quá nhỉ. Bỏ 300 ngàn cho thằng Hùng xong rồi thằng Hùng gọi không thèm nghe, các anh chị thấy không? Điện thoại này xanh hết, tôi gọi này. Nè, tôi gọi này không thấy bắt máy, có một cuộc ở đây có ghi âm này này. Nè, các anh chị thấy không? Tôi nói thẳng luôn, anh mà có số 521976 ngu dốt, dốt nát. Tôi chửi thẳng ấy, tôi chả ngán thằng đéo nào cái xã hội này cả, bởi vì tôi làm đúng. Đi bỏ tiền cho tôi xong bây giờ không thèm luôn, không thèm tư vấn, tôi đéo hiểu kiểu gì. Cái tính tự ái kiểu này, cái loại này tôi xin lỗi, nghèo cả đời. Ông này mà giàu hơn tôi đi đầu xuống đất, cắt cổ xuống luôn, tôi nói thẳng. Mẹ nó chứ, bây giờ mình như thế mình đang cần người ta mà mình chảnh chó bây giờ, xong rồi cuối cùng ít bữa chắc lên bóc phốt. Tôi đến tận nhà tôi vả cho mấy phát được tin không? Đâu mẹ nó chứ, áp biếc mẹ xã hội đen ngoài kia tao còn chưa sợ mà dăm ba cái thằng bắt con, đúng không? Nói thẳng luôn cho nó nhanh gì. Tôi chả biết là già hay bao nhiêu, có già hay đầu hai thứ tóc thì tôi cũng chửi thôi. Tôi nói với anh chị nhiều, tôi là tôi nóng số 1 bây giờ bớt rồi đó. Tôi ngang mà xin lỗi, ngang như cua đó là bình thường, tôi ngang là ngang tàn luôn, kiểu gì tôi cũng chơi được. Mất dạy, tôi mất dạy nhất từ nào luôn, đàng hoàng tôi cũng đàng hoàng nhất, chửi bới xin lỗi. Tôi nói với anh chị ấy, tôi kể cho anh chị nghe câu chuyện. Cái chị đó nha, đi mượn tiền dùm bạn cho người ta vay tiền, bạn nó trốn 60 triệu, bạn trốn xong bây giờ đi trả tiền cho người ta mỗi tháng kêu trả 20 triệu. Cái nhà kia, nhà chủ nợ á, trả 20 triệu xong ấy, nó bảo tiền lãi xong cho người lên nhà, cho người lên nhà để đòi nợ. Không ngờ là cái ông chồng kia, ông chồng ở nhà lộ ra, ông chồng đuổi bà này đánh một trận, gãy mấy cái xương sườn luôn, ghê không? Tôi mới tư vấn, tôi bảo em nói với chị, quản em tư vấn, chả luật pháp gì ở đây cả. Nếu mà luật pháp thì chị ra ngoài kiện, nhưng mà chị không đủ lực đâu. Thứ nhất cái nhà nợ kia đúng không, nhà chủ nợ kia lên nhà chưa, bảo lên nhà rồi, lên nhà nó nằm trườn ra đó để nó làm gì, để nó đòi nợ. Tôi bảo mẹ chị cởi quần xuống đi, đái mẹ vào mặt nó đi. Đái làm sao mà để nó về nhà nó bảo vợ với nó là ui trời cái bà đó lông lờ dài đến nách, nó mới sợ lần sau bước lên là như vậy luôn, cởi quần ra đái thẳng vào mặt cho nó uống nước đái luôn. Còn thằng chồng đúng không, đánh gãy xương luôn, vào sách ra dí mẹ chạy cho vòng vòng quanh xóm á, bảo bà cảnh cáo với ông nhá, bà mày nhá, bố mẹ mày đẻ ra mày, bố mẹ tao đẻ ra tao, không đến lượt mày đánh. Còn mày mà đụng vào tao một lần nữa là tối mày ngủ tao cắt chim, tao treo mày trên gác bếp. Tôi nói nó nguyên văn như thế, tôi nói nguyên văn như thế. Nếu như mà không ra pháp luật thì cứ thế mà làm, cầm dao dí. Đây tôi không phải là cổ suý, tôi không phải là bảo các anh chị giết người hay gì nhá. Dọa như thế, mẹ cái thằng chồng mà đi đánh vợ gãy xương sườn. Mày đàn ông sức dài vai rộng như này dùng để làm gì? Để bảo vệ người yếu thế, đây đánh vợ như đánh con nhá. Mẹ vợ nợ 60 triệu nó phải có lý do chứ, tự nhiên có nợ đấy. Nhưng mà tôi cũng nói đi nói lại cái bà này mà ngu quá. Quá ngu luôn, đi đóng cho người ta mấy chục triệu, cuối cùng quay lại người ta bảo là tiền lãi, bây giờ phải quay lại sửa luôn cả hai bên. Mẹ mày đàng hoàng, bà mày trả không thì thôi, biến bước vô nhà bà cạo hết bây giờ, bà tái cho mày bây giờ để cho mày biết là lông của bà dài đến nách. Đúng không ạ, để xin lỗi, đã mất dạy là mất dạy như thế. Còn đàng hoàng không ai đàng hoàng bằng tôi đâu, tôi nói thật. Nhân lễ nghĩa chí tín, đây đầy đủ, tôi nói thẳng luôn. Lễ nghĩa không ai bằng tôi, xin lỗi bố mẹ tôi không bao giờ, tôi nói thẳng luôn, chưa một từ gọi là bất hiếu. Với anh em chưa bao giờ tôi mất lòng với ai, với xã hội này tôi cũng như thế. Đúng thì nói đúng, mà sai thì nói sai, không bao giờ bẻ trắng thành đen. Không phải vì cái này vì cái kia mà mình làm bậy được, không bao giờ có. Sáng nay tôi nói kể thêm anh chị một câu chuyện. Nói sáng thì trưa nay, cái này anh nằm trong nhóm hỗ trợ luật 1 năm của tôi.
Nhiều anh chị hỏi là hỗ trợ luật một năm là như nào. Nói chung này hơi ổn vào trong nhà đấy, còn hơi dài thì chị đợi tôi thế nhá. Qua đây ngồi. Nhiều anh chị ạ, chờ chị đợi tôi đi đóng cái cửa. Con nít ở đây ổn quá anh chị ạ. Nhiều anh chị ấy hỏi tôi là cái gói hỗ trợ luật 1 năm ấy là gói gì. Thế cái gói đấy tôi đã triển khai cả 2 năm nay rồi. Đó là cái gói mà tôi các anh chị đóng vào rồi sẽ được tham gia tư vấn của tôi trong 1 năm, không mất thêm một đồng phí nào hết. 1 triệu rưỡi trong 1 năm. Đây tôi nói với anh chị như thế. Rồi, tôi quay trở lại cái vấn đề. Vấn đề của các anh này anh nằm trong cái gói luật 1 năm của tôi. Anh này anh gọi lên, anh này anh nợ hơn 100 triệu tiền của bên thằng VB Bank. Gọi lên thì anh ấy bảo là bây giờ anh muốn chặn cái bị lăng hình ấy, muốn chặn toàn bộ thông tin. Tôi nói tôi làm phút mốt chặn được nhưng mà tốn tiền. Anh ấy hỏi bao nhiêu tôi nói thẳng luôn, 15 triệu. Tôi lo từ A đến Z vấn đề hình ảnh luôn, không có bất kỳ một cái gì hết. Nhưng tôi mới nói với anh này, nhưng thay vì 15 triệu đó anh đưa cho tôi để chặn cái đó, thì tại sao anh không cầm 15 triệu đó anh đi đàm phán với người ta là tao nợ mày hơn 100 triệu, bây giờ trước Tết tao trả trước cho mày 15 triệu. Nếu như mày đồng ý, mày ra mày làm cho tao một cái bản cơ cấu nợ, và ra Tết tao tiếp tục đi đóng cho mày, khi nào hết thì thôi. Anh mới bảo trời ơi, lúc mà búi quắm rối quá, không hiểu vấn đề và chỉ muốn đối phó thôi. Nhưng thay vì cầm tiền nó đi đưa cho một cái người nào đấy, ví dụ như đưa cho tôi chẳng hạn ấy. Nhưng ok, tôi làm được, cam kết làm được, tôi mới lấy tiền, không thì không bao giờ tôi lấy tiền hết, làm được. Nhưng mà cái câu chuyện thực ra là không đến 15 ngàn đâu. Không đến 15 triệu đấy, tôi dọa ông đấy thôi. Và tôi phân tích cho ông đấy để ông cầm cái tiền nó đi trả nợ. Thay vì đưa cho tôi thì ông mất 15 triệu. Nhưng mà ông cầm 15 triệu đó, ông bỏ bên kia, ông không những không mất 15 triệu mà ông còn giảm được cái dư nợ của ông xuống 15 triệu. Đấy là bài toán. Và ông hỏi bảo, ủa tại sao anh Hùng, em đúng ra nếu mà người khác thì người ta đã lấy tiền rồi. Tại vì em sẵn sàng em đưa tiền cho anh, vì em quá tin tưởng anh ấy. Bảo là đấy là người khác, tôi không phải người đấy. Cái mục đích tôi làm, tôi mở cái kênh ra là để giúp cho mọi người, chứ không phải là kiếm tiền. Chứ thực ra nếu mà tôi mà mở ra để tôi kiếm tiền, ông đấy được nó 15 ngàn, 25 triệu ông còn đưa cho tôi. Các anh chị thấy không ạ? Cái chữ tín khi mà tôi gây dựng có rồi thì các anh chị đâu có sợ gì nữa. Và bản thân tôi càng phải thận trọng để giữ gìn nó, càng phải giữ gìn cái chữ. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây tôi muốn trao đổi với các anh chị rằng là tôi sẽ tư vấn cho anh chị đúng hướng, đúng đường và đúng trọng tâm, đặc biệt là đúng cái công việc, chứ không phải tư vấn vì tiền các anh chị nhá. Tôi nói với anh chị, nhiều anh chị bảo ôi ông không làm vì tiền thì làm bằng cái gì? Đúng, làm nhưng mà vì tiền ở một góc độ. Vào cái thời điểm đấy tôi không thể lấy 15 triệu của ông được. Và ông đấy ông nói thế bây giờ em viết đơn có được không? Không được luôn. Thời điểm này không phải thời điểm viết đơn. Thời điểm này thời điểm đi đàm phán, dồn toàn bộ tiền để đi đàm phán với người ta, chứ viết đơn để làm gì cái thời điểm này? Nếu như mà tôi mà là cái người khác thì tôi bảo tôi cứ viết đi, viết lên rồi tính tiếp. Rồi đùng cái tôi có 200.000 và đùng cái tôi có 15 triệu. Quá giàu đúng không ạ? Nhưng tôi không làm được việc đó. Đó là lý do tại sao đến giờ tôi vẫn chưa giàu. Chứ còn không, xin lỗi là một người 15 triệu, 100 người, 1.000 người. Tôi xin lỗi chứ ông Vượng chạy không nhanh, tôi đuổi vượt mặt luôn. Đúng không ạ? Đấy là câu chuyện tôi muốn nói với anh chị như thế nhá. Thế một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian vào để lắng nghe cái câu chuyện của tôi, và hy vọng được các anh chị chia sẻ. Cái video thì đến đây cũng chưa dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái video thì tôi làm ngắn ngắn thôi để các anh chị có một cái thời gian coi nó thư thả, chứ còn làm dài quá gân cổ gân mắt căng não lên mà coi đau đầu nhức óc. Nhiều khi tôi nói hơi nhanh và nhiều khi là cái kiến thức tôi nói chưa chắc đã có nhiều người hiểu hết, bởi vì tôi chỉ nói được như vậy thôi. Chứ còn tôi mà nói trắng ra 1+1=2 thì để làm gì nữa. Lên trên kênh nhiều cái không thể làm như thế được. Rồi, chúc các anh chị sức khỏe, và một lần nữa là cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào và tạm biệt.